Tập 995, kế thừa ý chí của Odin. Kaido đưa ra cho các samurai hai sự lựa chọn. Đâu có ai ngu đến mức tự chọn cái chết. Fuku dẫn đầu hơn 5.000 samurai dưới trướng Orochi và nhóm ninja đắc lực, tuyên bố nghe theo mọi sự sắp xếp của Kaido. Đúng là không đáng mặt samurai. Vậy là chưa gì băng bách thú đã có thêm một số lượng quân lính đáng kể, áp đảo hoàn toàn phe liên minh. Nami và Kazoku vẫn đang bị Big Mom áp chế. Shinobu cố chạy đến cứu Momonosuke. Về sự kiện 20 năm trước, ngay từ đầu Odin đã biết rõ, giết chết Orochi cũng không thể thay đổi được điều gì. Kẻ duy nhất mà bọn họ cần đánh bại chính là Kaido. Người dân Kinh Đô Hoa đang say sưa tham gia lễ hội lửa, lại không biết rằng ngày tàn của họ đã sắp tới. Momonosuke cực kỳ nhỏ bé trước Kaido, hắn ta vẫn còn nhớ rất rõ dáng vẻ nhát gấy vào 20 năm trước của cậu nhóc, người mà ngay cả cái tên của mình cũng không dám nói ra. Nếu ngươi phủ định việc mình là con trai của Odin và Toki, ta sẽ tha chết cho ngươi, còn nếu không, ta sẽ lập tức đưa ngươi về đoàn tụ với cha mẹ mình. Robin và lão Hiyo ở bên dưới xuất sáng đến cực điểm, còn Shinobu đã cách vị trí của Momonosuke khá gần. Đối diện với sự mỉa mai từ đám thuộc hạ, liệu rằng Momonosuke sẽ đưa ra quyết định như thế nào? Cùng lúc đó, Yamato cũng biết đến sự tồn tại của các thành viên thuộc gia tộc Kozuki. Cô nàng hứng khởi xách theo Luffy chạy đến sảnh. Huhu nhận thông báo từ thuộc hạ, chưa kịp nói lời gì thì tụi kia đã phải lên chầu ông bà. Còn Yuti đang điên tiết truy lùng Yamato. Bộ đôi nhát gan Chopper, Usopp tiến gần vào hang ổ của nhóm quái thú Number. Được một cái là lén lút làm chuyện xấu mà hai thằng này nói chuyện ồn ào dễ sợ, hỏi sao quái thú không tỉnh dậy và rượt đuổi. Anh cả của băng nghị lực nhất năm đang trôi trên biển thì lại phải đối đầu với Marco. Thay vì khiêu chiến, hắn ta nảy ra một ý tưởng, có thể là lợi dụng Marco để tấn công Kaido, dù gì thì chẳng ai muốn hợp tác cùng mấy con thú. Tại sảnh chính, Momonosuke quằn quại trong đau đớn, nhớ đến mẹ từng nói mình sẽ là người gánh vác đất nước này. Nhớ đến Luffy cố chấp đến cùng với ước mơ của anh ấy. Và còn cái lần trò chuyện cùng cha, Momonosuke là kỳ vọng của Odin trở thành một con người tài đức. Tên của ta là Kozuki Momonosuke, có nghĩa là thiên hạ đệ nhất. Ta là người sẽ trở thành tân tướng quân của Wano Quốc. Hành động của Momonosuke dũng cảm vượt sức mong đợi, cậu nhóc đối diện với sự phẫn nộ của Kaido. Ít nhất thì nhóc đã có thể không hổ thẹn với dòng máu của mình nếu như gặp lại cha mẹ ở thế giới bên kia. Ngay giây phút đó, một tiếng nổ lớn bùng lên, thổi bay hơn nửa số lính. Yamato và Luffy xuất hiện một cách hào hùng. Chuyện là vài giây trước, xác định được trận chiến sắp bắt đầu, Luffy đã tự ý phá vỡ chiếc còng tay của Yamato và gây ra một trận nổ lớn. Nó đã chính thức cắt đứt tình cha con giữa Yamato và Kaido. Yamato vừa định xông lên thì Luffy đã chặn cô nàng lại, bởi vì cậu nhận ra người khơi mào cho trận đại chiến này không phải là bọn họ. Chín bao kiếm đỏ mang theo ý chí và lòng thù hận vượt qua từng khúc cua quanh co, đương đầu với biết bao nhiêu đối thủ, cuối cùng đã xông tới trước mặt Kaido. Trách bị Neko cào một nhát, còn Kinh cũng bị Izo tước đi thanh kiếm. Trong thời khắc Kinemon vung kiếm, Kaido như thấy được trước mặt mình chính là Odin. Đặt trọn tính mạng vào đòn đánh, chín bao kiếm đỏ liên tiếp tấn công Kaido khiến hắn rơi khỏi đài. Vết thương bị Odin để lại trên cơ thể Kaido liền trở nên nhức nhối. Xem chừng sự vĩ đại của Odin vẫn sẽ mãi lưu truyền dù cho thời gian có thay đổi bao lâu. Các bạn có bị hớp hồn bởi sự xuất hiện đầy hoành tráng của chín bao kiếm đỏ hay không? Và liệu rằng ý chí của họ có thể đánh bại được liên minh giữa hai tứ hoàng? Còn chần chờ gì mà không bấm like video này và theo dõi kênh để nhận những thông báo sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại! Hết phim rồi các bạn nhỏ à! Chúng ta sẽ gặp nhau ở những tập tiếp theo. Nếu các bạn yêu thích video này, hãy like, chia sẻ và bật chuông thông báo cho bọn mình nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết tập phim hôm nay.